chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 6 mẹo hay chị biếng ăn cho bé. Thay vì cho bé xem TV hoặc chơi đồ chơi để bé ăn được nhiều hơn, mẹ nên có những cách làm khoa học hơn để khắc phục chứng biếng ăn ở trẻ. Theo chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Cường, tác giả sách Ôm con đi khắp thế gian, chữa biếng ăn thuận tự nhiên, phương pháp ăn dặm 3 trong 1, trong giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi, sự tăng trưởng của trẻ chậm lại nên không cần nhiều calo. Trái lại, con có nhiều mối quan tâm muốn khám phá hơn. Vì vậy, việc ngồi ăn không phải ưu tiên hàng đầu. Điều này khiến bữa ăn của bé trở thành một cuộc chiến với nước mắt của bé và sự bực bội cho mẹ. Sau đây là 6 mẹo chị biếng ăn cho bé ba mẹ cần biết. 1. Để con được đói, mẹ phải đảm bảo rằng trẻ thực sự đói. Nếu không, bữa ăn sẽ là một trận chiến. Chuyên gia Hoàng Cường đề nghị sắp xếp các bữa ăn chính và phụ cách nhau 2-3 giờ. Giữ các bữa ăn chỉ cho trẻ uống nước. Nhiều gia đình thấy trẻ đòi ăn bánh kẹo sẽ đáp ứng ngay hoặc để sữa cho uống lúc khác. Điều này làm trẻ không có cảm giác đói và thèm ăn. Tối đa ta chỉ nên cho ăn vặt một lần mỗi ngày và sau khi đã ăn xong bữa chính. Nếu muốn trẻ tiêu thụ nhiều năng lượng, hãy khuyến khích bé tăng cường các hoạt động vận động như chạy, nhảy, leo trèo trước giờ ăn. 2. Khuyến khích trẻ tự lập. Khi thấy trẻ biếng ăn, cha mẹ thường có tâm lý tìm đủ mọi cách để con ăn được nhiều như cho con xem hoạt hình, đi ăn rong và thậm chí là nhồi nhét. Tuy nhiên, cách này khiến trẻ sợ hãi, nảy sinh sự chống đối và không muốn ăn. Cha mẹ hãy dừng bữa khi bé không còn muốn ăn thêm. Mẹ chỉ nên đóng vai trò hướng dẫn, khuyến khích con ăn. Nếu bé không muốn ăn và đã thấy no, bạn hãy tôn trọng quyết định của bé. Từ 7-9 tháng tuổi, mẹ có thể tập cho bé múc ăn để tăng vận động của bàn tay. 1 tuổi trở lên, bạn nên tập cho trẻ cầm thìa để con tự khám phá bữa ăn. Cách này rèn cho bé tính tự lập cao. 3. Không kéo dài thời gian mỗi bữa ăn. Khi con không chịu ăn, các cha mẹ thường hay cho con vừa ăn vừa chơi hoặc đi rong để cố ép con ăn hết bát một. Thời gian thường kéo dài. Điều này vừa làm bữa ăn không còn ngon, vừa khiến bé thêm chán. Điều đó sẽ khiến khoảng cách giữa các bữa ăn của bé bị thu hẹp lại. Bé còn chưa kịp cảm thấy đói đã phải ăn bữa sau. Một bữa ăn chỉ nên kéo dài tối đa là 30 phút. Nếu bé không ăn được nhiều cũng nên kết thúc và cố gắng cho bé ăn ở bữa kế tiếp hoặc tăng thêm bữa ăn cho bé. 4. Đa dạng thực đơn. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em Việt Nam rất dễ bị thiếu các vitamin và khoáng chất vì chế độ dinh dưỡng cho trẻ chưa được đảm bảo và đầu tư đúng mức. Mỗi đứa trẻ sẽ có một nhu cầu, sở thích và khẩu vị khác nhau. Một món ăn được trang trí đẹp mắt dễ hấp dẫn trẻ hơn nhiều. Do đó, mẹ hãy bỏ chút thời gian để trình bày các món ăn đẹp mắt một chút vì nó cũng có sức kích thích sự thèm ăn ở trẻ. Tùy theo độ tuổi, bạn có thể phân công con làm những việc trong bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn. Điều này sẽ giúp con hào hứng và thấy được vai trò quan trọng của mình trong việc tổ chức bữa cơm cho gia đình. Kết quả là con sẽ ăn ngon miệng hơn. 5. Thiết lập quy tắc bàn ăn. Mẹ hãy ghi nhớ 3 không: không TV, không đi rong, không đồ chơi. Nguyên tắc này cần được thực hiện nghiêm túc ngay từ khi trẻ bắt đầu ăn dặm. Chuyên gia Hoàng Cường chia sẻ, nếu trẻ chưa từng được xem TV khi ăn, được chơi đồ chơi, đi rong thì làm sao biết giờ ăn là phải như thế. Tất cả đều do người lớn tạo thói quen. Xem TV hoặc chơi đồ chơi khiến trẻ phân tâm, không tập trung ăn uống, gây bất lợi cho hệ tiêu hóa. 6. Khuyến khích và khen ngợi. Mọi trẻ em đều thích được khen. Chính vì vậy, nếu bé thử một loại đồ ăn mới, hãy khen ngợi bé một cách nhiệt tình và vui vẻ như: con vừa ăn thử cà rốt đấy, con ngoan quá. Với cách này, bạn đã ngầm gửi một thông điệp tới bé: khi bé ăn thì mẹ sẽ vui và được khen. Lần sau muốn được khen, bé lại sẽ thử những đồ ăn mới mà bạn đưa cho. Mỗi lần bé ăn ngoan, hãy cung cấp cho bé một phần thưởng. Có thể chỉ là một câu động viên, khen ngợi, một miếng dán bé ngoan. Với cách làm này, việc muốn thử đồ ăn mới là việc sẽ xuất phát từ tự thân bé mà bạn không cần phải ép. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bấm đăng ký, sau đó bấm vào hình quả chuông để xem video mới nhất và ủng hộ mình nhé.